Màn ảnh về cuối năm 2023, khi cổ phục Việt Nam được đưa lên màn ảnh vô cùng có tâm. Phục trang của người vợ cuối cùng được làm chỉnh chu. Katy Nguyễn và dàn sao nữ diện đồ xưa đẹp 10 phân vẹn 10. Tết ở làng địa ngục với tâm niệm phục trang phải thật Việt Nam. Tạo hình tỉ mỉ từ chất liệu, kiểu cách đến màu sắc khiến người xem phải choáng ngợp. Cuối năm 2023, màn ảnh Việt sẽ có tận 2 bộ phim cổ trang ra mắt, đó là bộ điện ảnh Người vợ cuối cùng và phim truyền hình dài 12 tập Tết ở làng địa ngục. Đều là những tác phẩm dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng, Người vợ cuối cùng và Tết ở làng địa ngục đều có một lượng fan yêu thích tương đối cao. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên thực lực thì phục trang cũng là yếu tố giúp cho cả hai bộ phim nhận được nhiều sự chú ý. Đối với Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ, thì bộ phim này đã có màn đầu tư rất mạnh tay cho tạo hình của các nhân vật. Từ trang phục, phụ kiện đều đậm chất cổ trang. Những bộ quần áo ngũ thân, những chiếc vòng cổ, hoa tai tuy đơn giản nhưng lại hợp mốt thời đó đã được ekip đoàn làm phim tỉ mỉ đưa vào. Đặc biệt, được đầu tư nhiều nhất chính là trang phục của dàn diễn viên nữ. Từ nữ chính Katy Nguyễn đến các nữ phụ như Đinh Ngọc Diệp, Kim Oanh đều có tạo hình chỉnh chu. Ba mợ nhà quan với địa khác nhau được diện trang phục với màu sắc, chất liệu riêng biệt. Mợ cả Kim Oanh là đương gia chủ mẫu, cũng là người có tính nết sắc sảo, ghê gớm nhất thường diện tông màu đỏ trầm, cổ đeo chuỗi hạt, tay cầm quạt phe phẩy. Mợ hai nền nã Thùy Mị thường diện những bộ đồ có tông xanh, phụ kiện rất đơn giản gồm chuỗi hạt, chiếc vòng. Điểm nhấn tạo nên vẻ ngoài dịu dàng của mợ hai đó là những chiếc châm cài có hình hoa với màu sắc vô cùng trang nhã. Trong khi đó, mợ ba Diệu Linh do Katy Nguyễn thủ vai được đầu tư trang phục từ lúc còn là cô gái nghèo khó ăn mặc rách rưới đến lúc trở thành bà ba của quan trên. Một trong những tạo hình ấn tượng nhất của Katy Nguyễn đó chính là khi nữ diễn viên diện cổ phục Việt Nam và đội nón ba tầm, một nét đặc trưng của vẻ đẹp văn hóa Bắc Bộ. Đoàn làm phim đã rất có tâm khi những bộ trang phục của ba bà mợ đều được in họa tiết kết hợp tông màu trầm, mang đến sự sang trọng, quyền quý cho nhân vật. Một điểm khác cho thấy sự tỉ mỉ trong phục trang của đoàn phim đó là những bộ quần áo được mặc ít nhất là 3 lớp. Phần cổ áo thường bẻ xuống để ra chất quyền quý của nhà quan. Bình thường các mợ được diện áo với phần cổ tay bó lại, nhưng khi lễ tiệc hay ngày trọng đại thì cổ tay rộng hơn. Chất liệu để làm nên những bộ trang phục này khá đa dạng như lụa, gấm, vải thô và vải đũi. Không kém phần tỉ mỉ là trang phục của dàn diễn viên trong bộ truyền hình Tết ở làng địa ngục. Lần đầu tiên màn ảnh Việt có một tác phẩm cổ trang kinh dị, thế nên sức hút của bộ phim là rất lớn. Và tác phẩm của đạo diễn Trần Hữu Tấn còn được quan tâm hơn khi trang phục của bộ phim được đầu tư chỉnh chu, thể hiện đậm nét dạng thức thời trang của cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn. Dễ dàng nhận thấy, mỗi nhóm nhân vật trong phim lại được diện trang phục có thiết kế, màu sắc, chất liệu riêng. Ví dụ như người trên núi cao có chất dày hơn để giữ ấm, người vùng thấp hơn có chất mỏng hơn. Riêng nhân vật chính là ông Thập do Quang Tuấn thể hiện, vì ông trưởng làng này có nhiều hoạt động đa dạng nên sẽ có nhiều bộ trang phục phù hợp cho từng hoạt động sinh hoạt tại làng, các bộ khi xuống núi, đi chợ bán vải. Bên cạnh đó, tạo hình của Tết ở làng địa ngục được đầu tư chỉnh chu hơn khi có các bộ trang phục đặc biệt. Như set đồ của ông lão què có thêm tiếng lục lạc tạo cảm giác bí ẩn. Đối với các nhân vật hư cấu như thập nương do Lan Phương đảm nhận, bà vạn lái đỏ trở vong, quỷ canh rượu thì tạo hình của những nhân vật này được thêm nhiều chi tiết sáng tạo hơn để tô đậm chất liêu trai, văn hóa linh dị của tác phẩm. Nhìn chung, với sự tỉ mỉ, sáng tạo cùng mức đầu tư lớn cả hai bộ phim Người vợ cuối cùng và Tết ở làng địa ngục đều hứa hẹn sẽ có phần tạo hình đẹp mắt, phù hợp với thời đại trong phim. Hy vọng khi phim ra mắt, khán giả sẽ có được những trải nghiệm hoàn hảo nhất với bối cảnh cùng tạo hình cổ trang của các nhân vật.